Con trai thì nó không kiểu là nhảy kiểu như là ngày xưa em có mặc sexy đâu, sao bây giờ em sexy vậy không? Thì nó thấy các bạn mặc sexy nó mừng quá, tất nhiên là em không mặc gì. Hello, chào mừng các bạn trở lại với nhau ở trên Only. Hôm nay sẽ là một video về chuyện tình yêu và chúng ta sẽ nói về cái giai đoạn mà mình đang yêu. Và đây là video về 4 sự thật về đàn ông con trai khi yêu mà bọn con gái mình chắc chắn là phải biết. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trước khi bắt đầu clip thì mình sẽ muốn giới thiệu nhẹ một chiếc app kiếm tiền online. Hi hi, nghe hư hảo nhưng mà là hết sức thật thà. Bình thường thì chúng ta hay bỏ thời gian để đọc báo, chơi game giải trí, nhưng mà không bao giờ tăng thu nhập đúng không? Thì có một cái app này rất là hay, đấy là app báo hay 24 giờ, cho phép chúng ta đọc báo này, nhận xu cho mỗi bài báo, kiếm tiền bằng cách chơi game. Mọi người vào mục nhiệm vụ trung cấp để trải nghiệm chơi game kiếm xu. Ngoài ra thì mời bạn bè tải app, với mỗi người tải thành công thì bạn sẽ nhận được 18.000, người tải nhận được 10.000. nói chung là có lợi cho cả hai bên đúng không? Xu trên ứng dụng cho phép chúng ta quy đổi thẻ cào miễn phí trên app, app hoàn toàn miễn phí, còn tặng thêm được cào 10.000 khi tải lần đầu, hoặc là anh em để lại mã giới thiệu trong bình luận phía dưới sẽ được tặng thêm thẻ 10k cho 100 người đầu tiên. Nói chung là rất là nhanh tay lên nhé. Link ghim dưới phần bình luận nhé. Sự thật đầu tiên đấy là mọi câu nói của đàn ông con trai đều có hạn sử dụng. Tức là tại sao lại nói là hạn sử dụng? Thì cái câu nói của đàn ông con trai là như thế này, là khi mà anh yêu em hoặc là em là duy nhất, tức là em chỉ là một cái thời điểm tại cái lúc nói thôi. Có thể là ngày mai, hoặc là có thể là một tháng sau, nhưng mà nó không phải là vĩnh viễn, không phải là mãi mãi. Không một cái gì là mãi mãi cả, mọi thứ đều có hạn sử dụng, đặc biệt là lời nói của đàn ông con trai lúc mà yêu. Hôm nay anh kiểu là anh yêu nhất, như ngày mai á chắc em sống thứ hai, ngày kia có khi là em còn ngoài cái danh sách em thích. Nói chung là chúng ta phải luôn có một cái suy nghĩ rằng là không có cái gì là mãi mãi, và mọi thứ đều có hạn sử dụng, mọi câu nói lúc yêu đều có hạn sử dụng thôi. Chúng ta tin thì ngày hôm nay nói thì mình tin, nhưng mà ngày mai chúng ta phải có một cái sự nghi ngờ, hoặc là chúng ta phải có một cái đề phòng, hoặc là một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái biến cố, cho những cái gì đấy, chứ không phải là tại vì anh nói anh yêu tao mà anh yêu ngày hôm qua thì chắc gì tuần sau đã yêu mấy, đúng không? Kể cả con gái cũng vậy, chứ không riêng mình đàn ông con trai. Nên nhớ là mọi câu nói của đàn ông con trai lúc yêu, kể cả con trai con gái, thì đều có hạn sử dụng. Hạn sử dụng nha mọi người. Sự thật thứ hai đấy là khi mà anh ấy yêu mình rồi, nhưng không có nghĩa là anh ấy không yêu người khác. Anh yêu em, chứ không phải là anh yêu mỗi mình em. Anh thích em ấy, không có nghĩa là anh không thích 5-7 cô khác. Anh thích mình ấy, nhưng không có nghĩa là anh ấy không đi thả tim tất cả những cái con người yêu cũ khác của anh mà không chật phát nào. Hay là anh ấy thích mình ấy, nhưng mà không có nghĩa là anh ấy sẽ không kiểu đi. Nếu mà anh thích phong cách của em đấy, anh thích tóc này của em, X, M, A, B, C. Và đặc biệt là nếu mà yêu rồi á, nó yêu mình chưa chắc là nó không yêu người khác. Nên là cái gì nó cũng có sự tương đối, và chúng ta đừng có tin vào những cái câu nói nó mật ngọt chết ruồi. Vì con gái là rất dễ tin, kiểu nghe sướng, kiểu dạng như hôm nay em xinh quá, cả là vui cả ngày. Đằng sau là mở ngoặc kép maybe là, nhưng mà nếu em mặc cái kia, hoặc là nếu mà này nọ, hoặc em không mặc gì tặng còn xinh hơn. Tại vì con trai nó nghĩ gì thường là nó nghĩ gì là nói nấy, nhưng mà nó không phải là chỉ với mình đâu, các bạn hiểu không? Nó còn có thể với rất nhiều người. Cái này không phải là mình con trai, maybe là nhiều con gái cũng thế. Mọi sự được tương đối ha. Đừng có nghĩ là anh thích em tức là anh không thích người khác. Nhớ nha mọi người. Sự thật thứ ba, nó lại là sự thay đổi theo thời gian. Tức là trong một mối quan hệ khi mà yêu nhau rồi, chắc hẳn bạn gái nào sau khi mà yêu một thời gian rồi cũng sẽ cái kiểu như tại sao trước đây anh không đi uống rượu hay nhậu nhẹt với bạn bè, bây giờ anh lại đi? Tại sao trước anh đối xử với anh như thế, vậy sao bây giờ anh không quan tâm em nữa? Một thời gian thì người ta cũng có em am xem x để quan tâm với tôi, hoặc là tình cảm mới nhạt dần. Nên là con gái bọn mình bị kiểu như là hay kiểu bám vào quá khứ ấy, kiểu cứ bám vào quá khứ là ý là trước đây như thế này, trước đây là thế kia, tại sao anh ngày trước anh như vậy mà bây giờ anh lại như thế. Chỉ có con gái bọn mình ấy luôn cứ bị bám vào quá khứ, luôn soi mói những cái mà lấy cái ngày xưa để ra so sánh. Chứ còn con trai thì nó không kiểu là nhảy kiểu như là ngày xưa em có mặc sexy đâu, sao bây giờ em sexy vậy không? Thì nó thấy các bạn mặc sexy nó mừng quá, tất nhiên là em không mặc gì. Ví dụ như lúc mới yêu thì nó đến đưa đón bạn, lúc sau yêu lâu rồi nó sẽ không đón bạn nữa, thì tại sao trước anh đón em sao anh không đón em nữa? Không, để có đòi hỏi nó cái chuyện đó, tại vì nó không thể nào mãi mãi là như vậy được. Và kể cả các bạn cũng đặt lại đi, là con gái bọn mình ấy, bọn mình cũng thay đổi theo thời gian mà, nay cái mốt này ngày mai cái mốt kia, cho nên là đàn ông con trai cũng vậy. Nên là nên nhớ là đừng có tự bám lấy cái quá khứ, so sánh quá nhiều như thế là bọn gái mình sẽ khổ. Và cái sự thật cuối cùng mà về đàn ông con trai ấy, thì chắc chắn bọn trai nó sẽ là nói dối một chút không thành vấn đề. Với bọn gái bọn mình là nó sẽ làm to làm táng lên, nên là bọn trai nhiều khi nó muốn kiểu nói thế nào để cho con ấy nó hài lòng, để cho nó đừng có gây sự, đừng cho nó làm ầm lên. Ví dụ như là việc mấy giờ anh ấy đá bóng về, 4 giờ,
Thế xong 4:15 anh đang ở đâu? À anh vẫn đang ở sân bóng. Thế sao giờ anh vẫn ở sân bóng? À thì anh hôm nay trọng tài đến muộn, hôm nay mọi người đến muộn nên là 3 giờ mới đá, 5 giờ chưa xong. Thực ra biết sao không, nó xong từ lâu, 3 phút trước rồi, nó đang nhậu quán bia bên cạnh kia. Nhưng mà tại sao bây giờ nó nói là anh đang nhậu với bạn á, là kiểu gì con kia nó cũng lồng lên, cho nên là nó phải nói là anh chưa xong. Thật ra thì cái sự nói dối nhiều khi nó không phải là cái vấn đề to nữa, không phải là lừa dối nhau tình yêu, không phải là ý là kiểu dạng như nó đang ngủ với con A thì nó sẽ đi nói là nó đang đi làm. Đừng có tin những cái câu mà nói của con trai mà nó lèo, tại vì các bạn chỉ nên tin 50-8% thôi, còn lại nó sẽ là sự tương đối đấy. Tại vì con trai nó không muốn bọn gái mình là làm toáng lên, làm quá lên, tại vì con gái của mình gọi là rất là nhiều bạn kiểu cái gì đó là cái đấy, không có nói du di gì cả. Nhưng con trai thì nó rất là đặt công việc, đặt bạn bè, đặt nhậu nhẹt, đặt thể thao, đặt chơi game, đặt tất cả mọi thứ thú vui của nó lên rất nhiều cái việc là anh đến đón em trễ thì kệ em, cho em đợi 5-10 phút nó cũng chả sao đấy. Nên đó, đặt ngược lại cái câu trước mình nói là tại sao ngày xưa anh đón em đúng giờ, bây giờ anh chờ em chờ 30 phút. Ngày xưa bây giờ nó khác nhau, sau khi yêu rồi nó như vậy đấy. Có thể vào đây chỉ là 4 cái sự thật nho nhỏ mà mình nghĩ là các bạn nên biết, bởi vì ai mà đã từng có trong một quan hệ yêu đương rồi thì chắc chắn sẽ biết. Các bạn hỏi mình rất nhiều trong cái mối relationship ấy thì mình kiểu chốt ra là bạn bè mình và rất nhiều xung quanh đều có những người có vấn đề như đấy, và hy vọng là các bạn sẽ nắm được bí kíp một tí để chúng ta biết xoay sở tình thế, chúng ta biết đối mặt với nó và giải quyết làm sao và để cho chúng ta có lợi, chứ không chúng ta không thể là người bị hại được. Và các bạn đừng quên cái thông fanpage và Instagram, cũng như là nhấn like, subscribe cho kênh nhau của tớ để có thể có nhiều video hơn. Và bây giờ thì chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại. Bye bye, nhớ comment phía dưới nhé. Bye bye.